vị và các bạn thân mến, chắc hẳn ai đã đến thành phố Đà Lạt thì đều được mong muốn thưởng thức những món ăn từ rau củ quả đặc trưng nơi đây, và đặc biệt là sau dịp Tết khi mà chúng ta sử dụng quá nhiều thịt cá, bánh mứt, và những món ăn giàu chất xơ như thế này sẽ giúp cho chúng ta thanh lọc cơ thể. Vâng, và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một địa điểm mới lạ giúp cho quý vị có thể thưởng thức được vị ngon ngọt và tươi mát của rau củ Đà Lạt. Các bạn thân mến, Đà Lạt nổi tiếng là thủ phủ của các loại rau củ quả. Và trong thời gian gần đây, bà con nông dân đã du nhập về một số loại giống mới, giống ngoại nhập, làm cho thị trường rau củ quả của Đà Lạt thêm phong phú. Chính vì thế, khi đến với nơi này, quý vị sẽ được thưởng thức những món ăn tươi xanh, vừa quen là vừa lạ, và đặc biệt là nó tốt cho sức khỏe. Đơn sơ, mộc mạc và thuần khiết là những gì người ta tìm thấy khi đến với Đà Lạt. Điều đó không chỉ thể hiện bởi không khí trong lành, mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, trữ tình, mà còn ở nền ẩm thực mộc mạc đặc trưng nhưng không kém phần hấp dẫn. Còn gì tuyệt vời hơn khi đến với một vùng đất mới và thưởng thức những loại nông sản vô cùng đa dạng và phong phú của cao nguyên Nam Đồng. Xin chào chị Như Quỳnh, hiện tại ở đây chúng ta có những loại rau củ quả nào của Đà Lạt chị? Thực khách có thể thưởng thức được hơn 20 loại rau củ quả tươi của Đà Lạt, đầy đủ khoảng hơn 20 loại rau củ quả. Thì ở đây mình có thấy về rau á, thì mình sẽ thấy là có cải thảo ha, cải thìa, rau muống, rau mầm, bắp xú, lơ xanh trắng. Về củ thì mình sẽ thấy là có bầu nè, có khoai lang nè, có cà rốt nè, có khoai tây nè, có bắp ngọt nè, khổ qua và một số loại nấm khác nữa. Nhìn cái dĩa rau của mình rất là nhiều màu sắc và nhìn rất là bắt mắt đúng không ạ? Bình thường thì theo mình cũng tham khảo nhiều cái thông tin á, thì về sức khỏe người ta nói là trong một bữa ăn nếu chỉ cần có 5 màu thôi á là đã đảm bảo bữa ăn của bạn đầy đủ chất dinh dưỡng rồi. Thì với một cái bữa ăn ở đây theo Quỳnh thấy thì đảm bảo các bạn sẽ đếm được trên 10 màu. Có nhiều cách để thưởng thức rau củ Đà Lạt, tuy nhiên lẩu rau vẫn là món ăn được nhiều thực khách lựa chọn. Bởi đây là cách giữ trọn vẹn dưỡng chất và hương vị trong từng món ăn, mang đến sự thuần khiết và thanh đạm cho người thưởng thức. Các bạn thân mến, khi bước vào quán thì Xuân Long thấy một câu slogan rất là độc và lạ, đó là ta cứ tưởng lẩu hơi không có thật, thế cho nên kỳ lạ đến bây giờ. Vâng, nghe cái tên là tôi đã thấy kỳ lạ rồi. Thưa chị Như Quỳnh, không biết là lẩu hơi như thế nào chị? Lẩu hơi có nghĩa là tất cả các món của quán phục vụ đây được nấu chín bằng hơi. Khi các bạn nhìn ở đây thì lẩu hơi chúng ta có hai tầng. Tầng ở trên thì sẽ được hấp bao gồm rau, củ quả, thịt cá, hải sản. Và tầng ở dưới chúng ta sẽ có một nồi cháo. Thì nó sẽ là sự kết hợp khi chúng ta nấu và dưỡng chất của rau, củ quả, thịt cá nó sẽ chảy xuống nồi cháo ở phía dưới. Và cháo sẽ bao gồm gạo thơm và đậu xanh. Thì coi như khi mà mình ăn một cái lẩu hơi như vậy, tất cả những chất dinh dưỡng đều được nạp vào trong cơ thể hết. Và điều đặc biệt của lẩu hơi, tất cả các nguồn nguyên vật liệu ở đây, thứ nhất đảm bảo tươi ngon và sạch. Khi mà đồ mình đã nấu bằng hơi, mình phải nhìn thấy nó tươi, mình sẽ ăn, không thông qua chế biến hoặc là chiên xào. Cái thứ hai nữa là tất cả thực phẩm ở đây khi nấu bằng hơi có nhiệt độ hơn 100 độ C thì nó sẽ được làm chín trong vòng 2-3 phút. Nhưng hầu hết tất cả, có nghĩa là 100% luôn á, tất cả đồ ăn sẽ được đảm bảo giữ được chất ngon, tươi, ngọt và giòn của thực phẩm. Đối với cái đặc thù Đà Lạt không khí lúc nào nó cũng se lạnh như vậy á, thì Quỳnh nghĩ cái lẩu hơi nó sẽ là một sự lựa chọn rất là tốt đối với gia đình. Khi chúng ta ăn cái lẩu hơi thì cái khói của cái hơi nó sẽ bốc lên và nó làm cho cái không khí gia đình nó trở nên ấm cúng hơn. Giữa tiết trời se lạnh, quây quần cùng bạn bè và người thân, thưởng thức những món ăn tươi ngon, nóng hổi với đủ màu sắc và nhiều dưỡng chất, nhất định sẽ làm hài lòng thực khách. Các bạn thân mến, với thời tiết hơi lành lành của Đà Lạt, nhưng chỉ cần khoảng từ 3 đến 4 phút thôi là món lẩu này đã chín và tất cả các loại thịt rồi rau đã chín hết rồi, và bây giờ tôi phải thử ngay thôi. Mới chỉ có 3-4 phút thôi nhưng mà món rau đã hoàn toàn chín, ăn rất là mềm,
và nó còn có một cái sự giòn chứ không là nó chín hẳn chín rục như khi chúng ta luộc hoặc là xào. Đặc biệt là tôi có thể cảm nhận được cái vị ngọt tự nhiên của các loại rau, ăn rất là ngon. Nếu mà các bạn có cơ hội đến với Đà Lạt thì đừng bỏ qua một cái địa điểm thú vị này nhé. Hình ảnh này đã được ghi lại sau các dịp nghỉ lễ Tết tại khu vực quảng trường Lâm Viên. Hàng ngàn người đã đổ về đây, đem theo nhiều đồ ăn thức uống hoặc mua tại chỗ để sử dụng. Sau khi dùng hết, những gì có thể dùng được, họ đã thản nhiên xả rác bừa bãi.